xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đau vai gáy tê tay là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở những người có đặc thù công việc phải ngồi nhiều giờ liền tại một vị trí. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chứng bệnh này và cách xử lý khi bị đau cổ vai gáy. Những thông tin được đăng tải trên trang báo điện tử Sức khỏe và đời sống. Chứng đau vai gáy có thể xảy ra ở mọi đối tượng. Nhiều người sau một đêm ngủ dậy bỗng thấy đau nhức khắp mình, đặc biệt là đau cổ vai gáy, đau tê dại vùng vai gáy, nhiều khi đau bả vai lan xuống cánh tay, làm tê mỏi cánh tay, cẳng tay và ngón tay. Triệu chứng này có thể trong nhiều ngày, thậm chí trong nhiều tháng. Đây là một triệu chứng thường gặp xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi giới, bệnh tăng lên khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi. Hội chứng đau mỏi vai gáy thông thường không nguy hiểm, song có thể gây ra nhiều lo lắng, khó chịu, mệt mỏi cho người bệnh, làm giảm suất sức lao động và chất lượng cuộc sống. Nguyên nhân gây bệnh đau cổ vai gáy Nguyên nhân của các bệnh đau cổ vai gáy thường gặp nhất là gối đầu cao khi ngủ hoặc kê đầu trên vật cứng một thời gian dài, vài tiếng như khi đi xe đò ngủ gật tựa trên ghế dựa nằm xem TV. Bệnh rất dễ xảy ra đối với người bắt đầu đến tuổi trung niên với hệ mạch máu đã giảm tính dẻo dai đàn hồi. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến hội chứng đau cổ vai còn do tổn thương các mặt khớp của cột sống cổ như thoái hóa cột sống cổ, thoát vị địa đệm, cột sống cổ, vẹo cổ bẩm sinh, dị tật, viêm, chấn thương vùng cổ, ung thư, lao, u hố sau hoặc do công việc hàng ngày dẫn đến những chấn thương nhỏ nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần như lái xe, sơn trần, làm việc với máy vi tính. Triệu chứng của bệnh đau mỏi vai gáy đau vai gáy thường xuất hiện vào lúc sáng sớm vừa ngủ dậy hoặc ngồi làm việc ở bàn giấy nhiều thời gian như đánh máy cúi xuống đọc văn bản hoặc sửa chữa văn bản trong một thời gian dài nhiều trường hợp ngoài đau vai gáy còn gây mỏi ở tay tê tay nặng tay tùy theo từng mức độ của bệnh mà người bệnh có những biểu hiện khác nhau trong chứng bệnh này cơn đau có thể từ vùng gáy lan ra tai cổ ở một bên mức độ đau từ ít đến nhiều có ảnh hưởng tới tư thế đầu cổ cũng có thể cơn đau từ gáy lan xuống bả vai cánh tay ở một bên hay cả ở hai bên

nếu bệnh nhẹ, cơn đau không kéo dài, bản thân người bệnh có thể tự điều trị bớt đau bằng cách dùng cao dán hoặc dùng hai bàn tay xoa bóp gõ vuốt cho vùng cổ vai gáy nhiều lần để giảm đau hoặc có thể đến các cơ sở vật lý trị liệu hoặc phòng khám đông y để xoa bóp bấm huyệt châm cứu. Thuốc thường dùng trong điều trị hội chứng đau vai gáy bao gồm thuốc giảm đau chống viêm, phong bế thần kinh, giãn cơ và vitamin nhóm B. Tùy theo từng nguyên nhân, các bác sĩ sẽ có những phương pháp xử lý khác nhau. Nếu đã đã loại trừ được những nguyên nhân chèn ép có tổn thương thì điều trị chủ yếu là dùng thuốc giảm đau thông thường, có thể bằng đường uống, bằng cao dán. Ngoài ra có thể kết hợp biện pháp xoa ấn gõ nhẹ nhàng vùng gáy, bả vai, cánh tay. Cách phòng bệnh đau cổ vai gáy nên phòng đau cổ vai gáy từ khi chưa có biểu hiện thương tổn bằng cách khi ngồi hay đứng đều phải đúng tư thế. Khi ngủ chỉ gối đầu cao khoảng 10cm vừa khít với độ cong sinh lý sau gáy. Phần trên của vai phải đặt ở trên gối để tránh cột sống cổ và các cơ bắp bị kéo giãn. Khi xem TV nên tựa lưng vào đệm đầu hơi ngửa ra sau thành ghế, cổ tựa vào một điểm phù hợp với độ cong sinh lý của cổ. Nghe điện thoại nên cầm ở tay, không nên kẹp vào vai. Nếu có chỗ gác tay sẽ giảm bớt độ căng ở các cơ ở cổ và bả vai. Bài tập giúp hạn chế đau cổ vai gáy. Sau đây sẽ là một bài tập đơn giản giúp hạn chế đau cổ vai gáy. Động tác 1: Ngồi thư giãn trên ghế, mặt hướng về phía trước, đầu thẳng, dần dần nghiêng đầu về bên phải nhằm làm căng vùng cơ cổ bên trái, thực hiện với mức độ vừa phải không căng quá mức. Giữ tư thế này từ 10 đến 20 giây, từ từ trở lại tư thế ban đầu và thực hiện tương tự cho phía bên trái 3 lần mỗi bên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với thông tin về các bệnh thường gặp trong mùa mưa bão và cách phòng tránh. Mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.